Đùa. Những lần nhận của ai, chuyển khoản như thế nào, ngay cả mấy lần chuyển cho cô Nguyệt, mẹ cũng ghi rất rõ. Các con có thể đối chiếu với tin nhắn tài khoản ngân hàng của mẹ. Alo. Chào ông. Ông có phải là Hoàng Khang, chủ tịch tập đoàn HF không? Phải. Chị là ai? Có việc gì không ạ? Tôi là phóng viên báo điểm nóng 24 giờ. Được biết vợ ông có liên quan đến vụ bê bối gây quỹ từ thiện cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tôi có thể xin phỏng vấn ông để tìm hiểu sự thật được không? Xin lỗi chị, gia đình tôi chưa có gì để nói vào lúc này. Chào chị, tôi cúp máy. Bố ơi, con đã kiểm tra lại số tiền, khớp với số tiền mà mẹ đã nhận được ạ. Anh Khang ơi, có phóng viên với cả nhà báo cứ đòi vào gặp anh chị. Làm thế nào bây giờ ạ? Cô ra nói với họ, không có ai ở nhà cả. Bỏ họ về đi. Mẹ, em đi đâu? Mẹ ơi, cho em ra, cho em ra gặp họ, để họ minh oan cho em. Em không chịu nổi. Em làm ơn ngồi xuống. Đi đi. Mẹ bình tĩnh đã. Mẹ cứ ngồi xuống đi. Nhà mình chưa xử lý xong việc này thì mẹ ra cũng không giải quyết vấn đề gì đâu ạ. Đúng rồi đấy ạ. Điều quan trọng bây giờ là phải chờ xem sức khỏe của cháu bé tiến triển như thế nào, và đợi Huy đi xử lý xong đã. Lúc ấy phải có cái để nói với người ta chứ. Đúng đấy ạ. Thế bây giờ con tính như này nhá, để hai vợ chồng con đưa mẹ đi ra ngân hàng lấy sao kê, đằng nào mình phải làm việc với công an mà. Vâng, xong việc con sẽ đưa mẹ về để anh Huy đi giải quyết nốt ạ. Được, đi cửa sau đi. Đi mẹ. Con đi ạ. Con biết là những chuyện vừa xảy ra quá sức chịu đựng của mẹ, cũng là chuyện mà chẳng ai mong muốn cả. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi. Và quan trọng nhất là bố cũng sẽ không nói gì nữa đâu. Còn bọn con thì lúc nào cũng hiểu mẹ mà. Mẹ dậy ăn một chút súp nhá. Con sẽ đi ra cho mẹ ăn. Bán chặn hết tiền của mọi người ủng hộ được phải không? Đồ lừa đảo. Buôn cướp vừa lan à? Đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo. Em có biết là em đã tiếp tay cho chúng nó lừa biết bao nhiêu người rồi không hả? Mà anh đã nói rồi là em làm ơn ngồi im đi, thế nhưng em không chịu. Em muốn cả cái nhà này phải chết nhục à?